Mình chờ em lên nhà anh đi chơi mà nhưng mà gia đình anh không thích em á chị, Vâng. chứ không có cảm tình vì em á, Vâng. hay là tính em hơi chậm chậm xíu đó, chậm chạp với lại một thời gian em không có lên á thì em không có gọi điện hỏi thăm gia đình anh nên là gia đình anh trách kêu là ngăn cản anh ấy đến với em. Vâng. Dạ, mà anh ấy cũng cố gắng thuyết phục nhiều rồi. Em cứ nghĩ là yêu thì chỉ cần hai đứa đến với nhau thôi, còn gia đình chắc là họ sẽ ủng hộ cho tụi em, nên là em chủ quan em để ý. Cái Vâng. dạ, sau này đến giai đoạn mới đấy, mới 2 tháng là gia đình ngăn cản anh ấy quá ấy, thì anh Vâng. ấy đâm ra chán. Sau này vừa lúc đó là gia đình làm mãi với anh ấy với một người hàng xóm nữa. Thì sau này lần đầu anh ấy không có ý định quen, sau này còn nói bố mẹ cứ nói nhiều quá, về nhà nói nhiều quá rồi mà qua làm quen chỗ quá chuyện đi Vâng. cái mà không biết được là làm quen, xong rồi tự nhiên hai người có cảm tình luôn. Vâng. Dạ, anh ấy nảy sinh tình cảm với bé kia luôn. Vâng. Thời gian chia tay em được 1 tháng, là em biết em có bầu được 4 tháng rồi, À, thì đúng rồi. em liên lạc với anh ấy thì anh ấy nói là để anh nói với bố mẹ có gì để nói chuyện sau, nhưng mà giờ anh ấy đang trong tình trạng khó xử á, giờ Vâng. mà anh ấy cũng nói với em là anh ấy cũng nói rõ với em là dù mà cưới em về mà anh ấy không có tình cảm với em, anh ấy cứ nhớ đến người đó thì giờ làm sao, tại vì hai người giờ bị tình cảm quá ấy. Nên là giờ có rồi thì cũng phải cưới mà sinh, chứ không Vâng. thể bỏ bỏ được cháu rồi được. Vâng, câu chuyện Dạ. tình yêu của bạn quả thật đúng là rất là buồn đúng không ạ? Bây giờ Dạ. thì bạn cũng đã mang trong mình đứa con của anh ấy được 4 tháng. Tuy nhiên thì gia đình anh ấy thì cũng đã đồng ý, nhưng mà bạn lo lắng là bây giờ anh ấy không còn tình yêu với mình nữa đúng không ạ? Dạ, đúng rồi chị. Vâng. À, chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp Dạ. chuyện bạn nhé và chia sẻ với bạn. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Dạ, em thưa chị ạ. Ừ. Chị hơi băn khoăn một chút là Dạ. cái việc mà em có thai nhưng mà tới tận 4 tháng em mới biết à? Dạ, tại vì thời gian đó là cũng biết được, cũng thời điểm em bị đau bao tử với chị, cũng có biểu hiện y chang luôn, cũng nôn rồi cũng đầy bụng nữa, À, em thế để à, ý đau đau bao tử. thời gian đó em Và uống thuốc chắc là dạ dày rồi. cái vòng kinh của em nó cũng không đều đúng Dạ không? không đều chị. Chứ nếu mà bình thường thì mất kinh một cái thì mà lại có cái quan hệ tình dục là người phụ nữ phải nghĩ ngay đến việc Dạ mình dạ có thể là có dạ thai đúng đúng rồi. không? Dạ đúng rồi. Thôi như thế thì cũng có một số người là ở trong cái tình trạng như em, tức là do Dạ. vòng kinh không đều, thế rồi có những cái vấn đề khác về tiêu hóa chẳng hạn, cho nên là không Dạ. không nghĩ đến chuyện có thai. Dạ. Thế nhưng mà các em yêu nhau 1 năm này đúng không? Thế Dạ. và cũng đã có quan hệ tình dục với nhau, tức là cũng đã xác định cái mối quan hệ nó nghiêm túc rồi phải không? Dạ đúng rồi, anh có nói là tại gia đình anh không thích em nên là nãy giờ cho cỏ để mà cưới nhau á, để gia đình đồng ý á. Đấy đấy là ý của em hay ý của anh ý? Dạ ý của anh ấy. À, tức là anh ấy cũng đã nghĩ đấy như là một cái cách đúng không để thuyết Dạ phục đúng gia rồi đình. chị. Thế còn em thì hiện nay tình cảm của em với anh ấy như thế nào? Dạ em thì cùng con yêu anh ấy Em thôi còn yêu đúng không? chị ạ. Dạ. Và em cũng muốn giữ đứa con này lại đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em muốn giữ. Như thế thì có thể nói là cái điều quan trọng nhất sẽ là về phía anh ý, chứ còn gia đình thì Dạ. cũng cũng nhận thấy rằng là không muốn bỏ cháu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Như thế mình sẽ có cái thuận lợi đấy, là bởi vì cái lực cản từ phía gia đình là không còn đúng không nào Dạ. nhá. Thế và mình thì cũng còn yêu anh ấy này, và mình cũng còn và mình lại muốn giữ em bé. Như thế thì việc mà thuyết phục anh ấy, chị nghĩ là việc cần làm bây giờ để xem là cái suy nghĩ, cái tình cảm của anh ấy nó sẽ như thế nào. Thế ban Dạ. nãy thì em có nói là anh ấy có tình cảm với cô kia quá mất rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà chỉ mới chỉ trong 1 tháng mà đúng không?
Dạ 2 tháng rồi chị. Vậy. Nhưng mà giờ hiện tại thì anh em chia tay bạn đó rồi, nhưng mà giờ anh Đó. em đứng, đứng buồn, đứng cứ cứ lụy tình, cứ giống như cứ đến thăm em mấy lần mà cứ nghĩ tới người đó, không có chuyện trò gì hết á. Nói chung là Rồi. Và dạ và dạ cái cách mà dạ anh ấy đến đúng thăm như thế làm cho em cảm thấy không ổn, đúng không? dạ đúng rồi chị. Em giận à? Dạ em thấy buồn, tại giờ em Em thấy cứ ở buồn. bên em mà cứ nghĩ đến người khác, Rồi, cứ em có nói cái hỏi cảm xúc thăm của gì mình đó với nữa. anh ấy không? Em có nói cảm xúc của mình với anh ấy không? Là em Dạ buồn có, không? anh ấy cũng nhiều mà nên giờ giờ cưới giờ giờ mà cưới em về thì anh cứ nhớ đến người đó đi, hỏi em có chịu được không. Hỏi em có chịu được Nên, không? dạ nên nói thì em sẽ cho anh khi nào em quên người đó thì quay lại với mẹ con em cũng được. Nói chung giờ em chỉ cần gia đình với lại còn cái chỗ dựa đó thôi, anh chấp nhận vì cưới em thôi, chứ còn chuyện tình cảm anh cái đó có thể thời gian để quên dần, nhưng mà anh cũng ở bên em thì cũng phải quan tâm mẹ con tí nhé, cứ đừng có lụy tình quá, cứ nhớ đến người ta quá, đâm Đấy ra đấy em đấy là buồn. cái mong của mình, đúng không? dạ Tức là dạ mình vẫn mong anh ý là giống hệt như ngày xưa, là cái lúc mà anh ấy chưa quen cái cô kia một tí nào ấy, dạ đúng dạ không đúng rồi nào? chị. Thế nhưng mà thực tế thì lại có 2 tháng mà có thể về phía gia đình thì ép uổng quá này. Thế rồi là về phía mình thì mình cũng hơi chán nản, mình lại lùi ra xa một tí chẳng hạn, đúng không? Dạ. Và dẫn đến việc là anh ấy quen cô kia mất rồi. Việc đấy bây giờ không có thể gọi là không không đảo ngược lại, đúng không? Không, Dạ. mình không thể ước là chuyện đấy không xảy ra nữa, đúng không? Dạ. Nó đã xảy ra rồi và mình phải chấp nhận cái chuyện là nó xảy ra. Thế và bây giờ cái quan trọng nhất là mình xác định xem cái điều gì đối với mình là cần, đúng không em? Dạ. Đấy. Thế thì em đã xác định được là thứ nhất là em muốn giữ con này, và em cũng muốn cho con có một gia đình, và em cũng đã đang muốn cố gắng, còn đúng không? Dạ. Gia đình anh ấy thì cũng đã chấp nhận này. Thế và anh ấy thì cũng đã chia tay cô bé kia, đúng không? Để Dạ. quay về với em. Nhưng mà có một điều mà em mong muốn thêm một chút, đó là anh ấy không lụy tình quá, đúng không? Anh Dạ. ấy không nhớ. Thì cái điều này nếu mà cậu làm được thì tốt quá, đúng không? Nhưng Dạ. mà nếu anh ấy không làm được thì nó nằm trong cái mà em nói đấy, tức là em chấp nhận chờ đợi, đúng không? Dạ. Chờ đợi đến khi mà cái tình cảm của anh ấy nó lại trở lại, những cái mà xáo trộn vừa rồi, 2 cái tháng vừa rồi nó lắng đi, anh ấy sẽ thấy được rằng là à, đây chính là cái người phụ nữ đã gắn bó với mình này. Rồi đến lúc em sinh con cho anh ấy, đúng không? Sinh con cho mình này, và cùng nhau nuôi đứa con, và cũng hy vọng là cái đứa con ấy nó sẽ là cái sợi dây gắn bó để mà cái tình cảm của các em nó ngày càng nó sâu đậm hơn. Em cũng có Dạ nói em hiểu là lắm về rồi. phía gia đình anh ấy thì chê em một số điểm, đúng không? Thế Dạ. nhưng mà em thì em cảm thấy là mình thay đổi nó hơi chậm. Thế thì đấy cũng là cái điểm mà mình đã nhận ra rồi, thì có lẽ là mình cũng sẽ cố gắng một chút để làm sao mà gia đình cũng nhìn nhận thấy cái mong muốn được hòa nhập vào gia đình nhiều hơn từ phía mình, phải không em? Nhá. Dạ. Thế thì chị nghĩ là khi em đã quyết định rồi thì có thể là vì cái mục tiêu lớn mình mong đợi, thì một vài những cái điểm nhỏ nhỏ, ví dụ như là đến với mình mà anh ấy vẫn còn buồn này, anh ấy không được vui này, thì có thể em tạm thời chấp nhận được không? Mà em thấy anh em nó quyết đoán gì hết á, tại hồi đợt gia đình bắt chia tay rồi một thời gian thuyết phục được rồi cũng buông lòng rồi cũng chia tay, rồi giờ kêu quen người khác rồi cũng cũng gia đình hai bên cũng thích người đó chị. Em có 2 điểm không hài lòng về phía anh chàng này. Thứ nhất là anh ấy lụy tình với cái cô kia. Và thứ hai là anh ấy không quyết đoán, đúng không? Tức là em mong đợi người đàn ông phải quyết đoán hơn, ví dụ như Dạ, phải thì có biết trách bảo vệ nhiệm tình yêu hơn này, đúng không? hơn. Và kể cả trong trường hợp mà không quyết đoán thì ít ra là phải dứt khoát với cái tình cảm. Nhưng mà thực ra mong đợi là mong đợi, còn cái người đó có được như thế hay không thì không phải như mong đợi của mình. Mình có thể mong đợi cái người A là như thế, nhưng mà trên thực tế mình yêu đúng cái người A không như thế. Có đúng không?
Bây giờ mới là lúc là mình có tiếp tục xác lập mối quan hệ với người ta hay không? Em hình dung không? Còn nếu Dạ. như mình đã chọn là thôi thì bây giờ gia đình đã chấp nhận này, mình cũng vẫn còn yêu người ta này, và mình muốn cho con của gia đình này, mình muốn dần dần anh ta sẽ yêu lại mình và yêu con này, thì mình không nên đặt ra quá nhiều kỳ vọng. Em hình dung Dạ. không? Dạ rồi. Khi mình đặt ra quá nhiều kỳ vọng thì có thể những cái điều không hài lòng của mình nó sẽ che lấp đi những cái mà anh ta làm được và mình cảm thấy hài lòng. Em Dạ. hình dung không? Còn tất nhiên chị cũng lại phải nói ngay với em là cuộc sống nó còn rất dài, và trong trường hợp em cũng đã nỗ lực, anh ấy cũng đã nỗ lực, nhưng rồi cuối cùng cả Dạ. hai không tìm được tiếng nói chung, thì có thể đến lúc ý các em sẽ phải đi đến một quyết định nào đó nhé. Dạ. Nhưng mà như bây giờ thì em sẽ phải xác định cái gì là ưu tiên đối với em. Và trong đó thì chị hỏi ngay câu đầu tiên là em có muốn giữ cháu không? Thì em nói là em muốn giữ cháu và em muốn cho cháu thời gian đầu được thuận lợi. Thì có Dạ. thể là mình sẽ chấp nhận ở anh ấy một vài những cái điểm mà mình mong muốn anh ấy khác hơn, nhưng anh ấy là chính anh ấy mà. Đúng Dạ. không? Chị Dạ. rất mong là em giữ gìn sức khỏe này, em cố gắng hòa nhập hơn vào với gia đình nhá. Đúng không? Dạ. Ừ, Dạ. thế rồi là chấp nhận ở anh ấy những cái điểm mà có thể là mình chưa được hài lòng lắm, và nhìn vào những điểm tích cực ở phía anh ấy, thì em sẽ thấy là cái cuộc sống đó cũng sẽ có nhiều những cái niềm vui hơn, được không? Dạ. Ừ, thế nhá, chị chúc hai mẹ con mạnh khỏe. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình và chúng tôi cũng chúc bạn sẽ gặp may mắn ạ. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo. Dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. À, vâng, chị ơi cho em hỏi là 6 tháng nay tự nhiên em bị mất kinh ạ. Mấy em đi Vâng. khám thì là bảo là em đi siêu âm thì bảo là buồng trứng cũng không có cái gì bất thường ấy. Vâng. Vậy em đang rất là lo, vì em cũng đang uống thuốc kiểu là cao ích mỡ là điều hòa kinh nguyệt, uống cái loại thuốc đấy nhưng mà cũng vẫn chưa thấy gì chị ạ. Vâng, vấn đề lo lắng của bạn sẽ được bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình giải đáp ạ. Xin mời bác sĩ. Dạ chị vâng. cho em. Dạ vâng, em Em chào chị bao ạ. nhiêu tuổi rồi? Dạ em 32 tuổi chị ạ. 32 tuổi, có gia đình chưa? Em có gia đình và có hai cháu rồi ạ. Có Cháu hai lớn cháu rồi. là 8 tuổi, còn cháu thứ hai 6 tuổi ạ. Rồi, thế và bỗng dưng 6 tháng nay là không thấy kinh nguyệt. Dạ vâng ạ. À, thế và mình uống cao ích mẫu. Rồi cao ích mẫu rồi là mấy cái thuốc điều hòa kinh nguyệt đi ạ, uống trong tầm khoảng được 2 tháng rồi ạ. Ừ, thì cũng Vâng. vẫn chưa thấy nó quay trở lại, đúng Dạ không? vâng. Vậy thì như thế này, phải đi bệnh viện nhá. Bởi vì Dạ đằng vâng. sau cái chuyện kinh nguyệt ấy là đã giữ để cho mình có cái cuộc sống vợ chồng rồi là có con, nó như được như mọi người. Thế nhưng mà đằng sau nó nữa, nó còn tiềm ẩn, có thể nó còn tiềm ẩn những cái bệnh khác mà nó ảnh hưởng đến chính cái sức khỏe của mình á nhá. Dạ vâng. Đấy, thì cái đấy em phải đi đi khám xem là ngoài buồng trứng ra rồi là tuyến yên này nó có vấn đề gì không nhá. Dạ vâng, vâng. Đấy, thì em ở Thái Bình thì em đến bệnh viện Thái Bình, nếu không thì từ Thái Bình lên Hà Nội nó cũng gần, thì em đến Phụ sản Trung ương. Đấy, Dạ vâng ạ. thì em khám để tìm hiểu nguyên nhân xem như thế nào. Chứ còn mình cứ chỉ bổ sung cao ích mẫu với cả cái thuốc tránh thai, tức là bổ sung nội tiết thôi ấy, thì đôi khi nó, cái bệnh nó lại không phải là do nội tiết mà nó lại do cái khác nhá. Phải Dạ tìm vâng. được cái căn nguyên gốc của nó thì rồi mới biết là đi theo cái hướng nào em nhá. Dạ vâng ạ. Rồi chị ơi, em thì đi khám thì bác sĩ cũng bảo là viêm nội tuyến cổ tử cung ấy ạ. Dạ Rồi. vâng. Thế xong là em ngày xưa em không hay đau đầu đâu mà giờ hay đau đầu ấy. Em tăng ca nhiều ấy, ngày nào cũng làm từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi với 10 rưỡi khuya ấy cơ. Dạ vâng, em ngồi may nhiều ấy ạ. Vâng, thì liệu có ảnh hưởng, có phải là do đấy ảnh hưởng đến không? Cái mà em phải cái việc làm việc của em ấy nó thay đổi thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái chuyện kinh nguyệt. Thì chị không biết là cái mức độ nó gọi là căng thẳng ấy Dạ nó vâng. như thế nào, nhưng mà rõ ràng cái chu kỳ kinh nguyệt nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý của em á. Mà nếu Dạ. căng thẳng quá mà và vui quá nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện chu kỳ kinh nguyệt Dạ em vâng. nhé. Tuy nhiên rằng là cùng một công mấy việc đi thì cái viêm lộ tuyến cũng phải điều trị này và Dạ vâng. tìm cho ra cái gốc của cái chuyện kinh nguyệt
tại sao nó mất em nhé. Nó dạ có vâng. phải là một, đằng sau nó có phải là một cái bệnh gì không, thì cái đấy là cái mình nên làm. Dạ vâng ạ. Vâng, xin được chúc bạn giữ gìn được sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Để được tư vấn miễn phí trong chương trình và trên trang web www.cuasotinhyeu.vn, các bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-7307-0707 vào tất cả các ngày trong tuần. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Sơn La. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ tỉnh Sơn La. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì thế? Câu hỏi của em muốn tư vấn xem sức khỏe của em ạ. Vâng, bạn nói đi ạ. Em ạ, thì từ 26 tuổi thì em lập gia đình được 5 năm nay rồi ạ. Vâng. Thì em có một bé trai với một bé gái, xong với cả em với vợ em là không, em sinh lý của em thì xong cứ không quan tâm gì và gần gũi với vợ em như trước nữa. Vâng. Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em hoặc là tình dục của em thế nào ạ? Tức là gần đây thì bạn cảm thấy là không còn yêu vợ mình nữa à? Vâng ạ. Hay là như thế nào? Vâng ạ. Vâng, chắc hẳn là trong chuyện này có lý do không bạn? Không ạ, không có lý do gì ạ. À, không có lý do gì. Vâng, thế thì xin mời bạn hãy trò chuyện với chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý của chương trình nhé. Chị sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời chị Mùi ạ. Ừ, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Ừ, em nói là bỗng nhiên em không còn cảm thấy muốn quan tâm đến vợ nữa. Vâng, kể cả phụ nữ khác ạ, gần em khó chịu ạ. À, kể cả phụ nữ khác cũng như vậy. Những phụ nữ khác em nói là gần em thì em khó chịu, tức là cái khoảng cách gần gũi nó đến mức như thế nào? Ví dụ như họ đi, họ cứ hay gần ấy ạ. Thì với vợ em thì em cũng hay ngủ cùng mày. Bây giờ em sợ cái tình dục của em co lại hay là không ham muốn cái gì nữa hay sao ấy. Ờ, nhưng mà trước khi có cái hiện tượng này thì như thế nào? Tức là em có hai con này đúng không? Lập gia đình 5 năm rồi. Thì khi mà em còn trai trẻ này, lúc em chưa lấy vợ này, cho đến lúc mà em lấy vợ này, thì cái vấn đề